các pháp cần phải tu tập và thực chứng. Này các tỳ khưu, thế nào là các pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy? Các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Đó là bốn lập niệm, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo. Chính những pháp này do ta chứng ngộ và giảng dạy, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Đại Kinh Bát Niết Bàn. Ghi chú: bốn lập niệm, niệm xứ, quán niệm thân thọ tâm pháp. Bốn chánh cần: tinh cần ngăn ngừa các ác bất thiện pháp chưa sinh, tinh cần đoạn tận các ác bất thiện pháp đã sinh, tinh cần phát sinh các thiện pháp chưa sinh, tinh cần làm tăng trưởng các thiện pháp đã sinh, thận, trừ, tu, bảo. Bốn thần túc: dục, cần, tâm, thẩm. Năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ căn. Năm lực: tính, tấn, niệm, định, tuệ lực. Bảy giác chi: bồ đề phần, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Tám chi thánh đạo: bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Về sau này, các luận sư tổng hợp các chi lại và đưa vào tên gọi mới là 37 phẩm trợ đạo.